Chuyến đi số 1 gieo tiếng cười cho những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống, có một cái Tết ấm no. Với nam em, việc là một tình nguyện viên cho những công tác xã hội như một lời nhắc nhở bản thân phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể giúp đỡ nhiều nhất cho những mảnh đời còn cơ nhỡ, để họ có một cuộc sống vững chãi trên cuộc đời này. Ý thức được sức lực cá nhân là có hạn, nam em xin cảm ơn những đóng góp rất ý nghĩa của những người đang yêu mến và theo dõi nam em. Chúng ta là một gia đình, chúng ta là một tập thể, một cộng đồng có ích cho xã hội, cống hiến cho quốc gia dân tộc. Vì vậy, việc tích cực đi lên và nỗ lực từng ngày, đó chính là phương châm sống mà nam em thức dậy để phải nhắc nhở bản thân rằng đừng sống ích kỷ cho bản thân. Vì ngoài kia xã hội còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Một lần nữa, nam em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến đại gia đình Cỏ Bốn Lá. Nam em có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự dìu dắt và ủng hộ động viên của các cô chú anh chị em trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn tất cả mọi người bằng cả trái tim thương yêu.